Mến chào cô chú anh chị em mình ha, chào cả nhà mình. Thì hôm nay đó cả nhà, hôm nay thì mùng 10 tháng 9 năm lịch mình rồi, thì xem lại ha, mình coi vườn mai của mình hôm nay thì nụ nó đạt như thế nào, và số cây nào chưa lên nụ thì mình cũng cần thiết mình xử lý ra để cho nó lên nụ nha cả nhà. Đây, như những cái cây thì số cây mà non mùa đó cả nhà, non mùa thì có những cây nó cũng mới lên nụ thôi ha, như cái cây siêu bông này cũng đã tạo nụ ha, tạo nụ nhưng mà nụ nó rất còn rất là nhỏ đó. Thì anh em mình cũng rất là quan tâm trong cái thời điểm mà tháng 9 rồi mà nó chưa tạo nụ, thì vào tháng 11, tháng 12 thì nụ nó có lớn hay không. Đó, thì hôm nay thì cũng chia sẻ lại cho cả nhà mình ha, để cả nhà mình có thể là tham khảo và mình biết cách để mình xử lý nha cả nhà. Đó, thì nói chung là nhiều vườn và nhiều anh em mình đều có trường hợp là ví dụ như có những cây thì nụ nó đạt, như vườn em cũng vậy nè cả nhà, cũng có một số cây thì nụ nó cũng chưa có được đạt, chưa có được lớn ha. Thì những cái cây này thì mình sẽ tưới riêng ha, tưới riêng ra đó. Thì ví dụ như những cái cây kia, những cái cây mà lớn nụ rồi thì hiện tại bây giờ mình có thể là mình giãn ra ha, mấy ngày mình tưới một đợt cũng được nữa nha, hoặc là có thể bỏ qua tháng 11 mình tưới tiếp đó. Chỉ tưới dưỡng thôi, mình chỉ tưới dưỡng những cái cây mà nụ lớn ha. Còn những cây nụ nhỏ này thì tầm khoảng 18 đến 20 ngày thì mình tiếp tục mình tưới ha, 15 năm 20 mình tưới để cho nó sẽ nuôi cái nụ lên nữa nha cả nhà. Khi mà nó đứng tược rồi thì hiện tại bây giờ thì đứng tược cả nhà, đứng tược rồi ha, thì mình sẽ tiếp tục mình 20 ngày mình tưới một đợt để cho nó nuôi nụ tiếp ha. Thì sau mấy ngày nè cả nhà, sau mấy ngày thì em xịt bơm đó cả nhà, thì thấy cả nhà thấy cái màu lá nó khác không cả nhà, lá bắt đầu nó xanh lên, nó xanh dày lên nè cả nhà, tại vì bơm này thì nó hỗ trợ là ngừa khô cổ bông nè, rồi nó trị bệnh đậu ôn nữa nha cả nhà. Thì xịt lên thì thấy cái lá mai của mình nó xanh dày lên ha. Đây có một số này nó cũng nở nữa cả nhà, này cú tần số nó cũng nở lọt chọt nữa cả nhà. Tiếng này thì sáng là sương rất là nhiều, ở chỗ em ở đây thì sương nhiều ha. Cả nhà thấy những cái nụ già nè, nụ già cả nhà thấy nó không bao giờ nó nở lọt chọt, nó nở nở bậy ha, nó ít nở lắm cả nhà. Như nụ vậy nè, cả nhà thấy nó cứng cáp ha, cứng cáp nó không có nở bậy ha. Rất là chắc nụ ha, xịt lên cả nhà thấy cái nụ hình như nó cũng rám vàng lên từ từ nè cả nhà. Thì mình xịt hai đợt ha, xịt hai đợt nụ rám vàng, nụ nó chắc lại, giúp cái nụ mình nó không có nở bậy ha cả nhà. Nên xịt những cái loại nào mà nó hiệu quả ha, giúp cho cái nụ mình nó không có bị khô cổ bông nè, rồi lại nó giúp cái nụ mình nó no và nó chắc, nó làm cái nụ mình nó không có dễ nở ha. Đây, cái nhà thấy tháng này mà cái cựa gà, cái ngồi giết của nó lớn nè, bụp nụ. Đây cũng có nở vài bông nè, cả nhà thấy nha, nụ nó nở một hai bông lọt chọt ha. Này tại em đỡ cái ngọn lên nó trống ha, số này nó cũng nở nè, nó cũng nở một vài bông mà. Cái này nụ cũng rất là đẹp nha cả nhà, cái này thì già mùa. Cốt nè, cốt nó khoảng 15 hoành luôn đó cả nhà, cốt ghép ha.
nó rậm quá không có quay quay cho cả nhà xem. Góc này khoảng 35-37 quanh mà rất già cây nữa nha, tàn đẹp lắm, chín mít luôn ha, tàn chín mít. Tàn này thì theo vô cái chậu lớn hơn được rồi cả nhà, cái này ép chậu ha, chậu chiều ngang cái tàn này tầm khoảng 1,5 m 1,6 m á, cao thì tầm khoảng 1,3 m 1,4 m á. Quá trời cái dàn cụ cây này, cây già nó lên nụ mau lắm cả nhà, nhà thấy cái nụ này. Nụ cối cối hết ha cả nhà. Sáng nè cả nhà thấy à, hôm qua là không có mưa nè, nhưng mà tối lại sương nó ướt lá vậy nè ha, nó sương nó ướt lá này nên nhiều khi mình tình trạng mà gặp sương muối đó ha, sương muối thì cái nụ của mình nó dễ dễ bị chai hoặc là nó hư ha, nó hư những cái nụ nên mình ngừa trước, ngừa khô cổ bông ha, hoặc là khi mà thấy hiện tượng mà nó sợ sương muối nhiều thì có thể sáng cái mình vơ sương mình xả nước nha cả nhà, mình xả nước để nhiều khi nó bị sương muối thì cái nụ của mình nó bị hư hết ha, nó hư số lượng nó không thương hết nhưng mà số lượng nó hư khoảng 50% 30% thì rất là ổn ha. Cây già này này bắt đầu nó cũng lên nụ mau lắm cả nhà. Bộ đế đẹp lắm nha, cây này bộ đế đẹp ha, có cái tử tử này dính liền luôn nha cả nhà, dính liền luôn ha, mẫu tử nha cả nhà. Đây cho con thẹo một chút xíu, cây này hồi đó cấu ghép nó ngang đây nè ha, cấu ghép ngang đây rồi mình tán bông sai lại, mình rút cốt lại nè cả nhà. Hồi năm rồi thì em cây này cũng cho thuê, cái này tầm cao lắm, rồi em mua của bạn lại ha, để cao rồi sau đó thì qua Tết em có rút em quay cái clip cho cả nhà mình coi đó ha. Thì nay ha, nay cốt cành thì nó cũng đã rút lùng lực rồi cả nhà ha, rút lùng lực lại, nó vừa tầm năm rồi thì nó hơi hút ha, nó hơi cao, nay thì rút lùng lực lại đây, đây giờ nút quá trời cái nụ luôn cả nhà. Cây già mùa thì nó nở, cái này Thủ Đức nha, nở tuyệt đẹp luôn nha. Cây thú hả nha. Đây ngoài nó bắt đầu nó đứng tược ra tới ngoài nè cả nhà. Cúc tòa hương nó nở lây ra, nó nở hoài luôn cả nhà. Nở lây ra nở hoài. Bông này khoảng 4 phần mấy 5 phần. Cũng lớn, có cái bông này cũng lớn. Nắng quá hơi chói nha nha. Nụ nó cũng còn nhiều nè. Thì thời điểm này ha, thời điểm này thì cũng qua gần giữa tháng 9 rồi, không còn bao lâu nữa là bước qua tháng 10 ha. Thì những cây mai của mình thì thời điểm tới thời điểm nó quan trọng để mình tạo cái nụ cho nó rồi, thì anh em mình không phải nôn đâu cả nhà, mình nhớ là mình giãn ra để mình tưới. Thứ nhất là mình tưới giãn ra là cho nó đứng tược trước ha, rồi đứng tược rồi sau đó mình mới bắt đầu mình thúc nụ nó, thúc từ từ. À, chứ anh em mình mà thúc ví dụ như 10 ngày tưới một lần thì nó vẫn đi tược hoài nha cả nhà,
hoặc là mình mình sợ thấy thuốc sâu đó nha, sâu nó ăn lá thấy nó lá nó hư thì mình thấy mình sợ nó ăn luôn nụ, nhưng chưa nha cả nhà. Chưa có nụ mà để nó ăn tới thời điểm đó, điểm này. Nên anh em mình làm sao trước tiên là cho nó đứng tượng trước ha. Đứng cái nụ nó ngậm tới ngoài, cái nụ nó đã là hơi lớn lớn rồi, thì lúc đó thì cả nhà mình tưới phân nhẹ vô đó để mình tiếp tục mình nuôi cái nụ, cái đó là mới quan trọng. Còn anh em mình cứ thúc 10 ngày tưới, 10 ngày tưới, nói thúc vậy cho nó lên nụ màu, nhưng không phải, khi mà nó đi trượt rồi thì nó sẽ không có nuôi nụ ha. Nên anh em mình làm sao cho nó đứng trượt, nó không có đi trượt thì cây mai của mình nụ nó lên cái màu. Đó là cái cách để quan trọng nhất để cho cái nụ mình nó đạt nhất nha, nó đạt nhất. Anh em mình sợ thì sợ mình không tưới thì nó nụ nó không lên, không đúng nha cả nhà. Mình cứ để cho nó đứng trượt rồi mình 15-20 ngày, 18-20 ngày mình tưới một lần thôi, chứ không cần thiết mình thúc nhiều đâu. Tưới nhiều thì cái tược nó đi nhiều, hoặc xịt thuốc thì mỗi lần xịt thuốc thì cái tược mình nó ra, nhất là thời điểm mà ví dụ như cái nhà mình thấy nó trời mát nè, trời mát dịu nè, rồi mình cứ tưới hoài vô ha. Cái cây mai của mình nó mát là mưa nhiều là nó đi tược nhiều đó, do vậy thì anh em mình làm sao cho nó đứng tược trước thì cái nụ nó mới lên màu. Đó là cái cách để mình tạo cái nụ cho nó đẹp nhất nha cả nhà, nó màu lớn nhất, đơn giản thôi chứ mình nôn quá cũng không có được nha. Đây, như hai cái cây này thì đây, cái dòng Thủ Đức được 3-4 mùa thì cả nhà thấy thì cái nụ nó lên cực kỳ đẹp luôn. Như cái này là nhà thấy từ trong ra ngoài luôn, cái xương nó cứng nè, cây là mình nhìn biết nó chắc khỏe là cả nhà, cây mình biết nó sung, nó chắc khỏe, có nở lắm, đát một số nữa, nhà thấy nó nở ha, nó nở muốn tàn cả nhà. Đây coi nhàn nụ ra thì mình nghĩ anh em mình mới chơi mình nghĩ chắc có lẽ nó nở sớm, nhưng thật ra thì những cái nụ này nó rất khó nở nha cả nhà, nó khó nở từ khi mình lãi lá ra thì nó mới bung thôi, mới bung nhiều thôi, chứ còn mà nó có bung lọt chọt một vài bông đó, đó là rất là bình thường ha, một vài nụ là rất bình thường, nên mình đừng có sợ, tại số lượng nó rất là nhiều. Đây nó nở lọt chọt một hai bông nè cả nhà thấy không, đây có nở một hai bông ha, nó ra chùm, cái chùm này là 6-7 bông nè cả nhà, 6-7 bức nè, nhiều ha. Nuôi cái cây mà cái nụ nó càng lớn thì nó cho ra nhiều cái búp nhiều nha cả nhà. Cúc ghép nè, cây này ghép cũng khoảng 4 mùa rồi cả nhà. Cây này có cái giọng lắc đẹp quá nha. Tứ quý này, tứ quý này cũng gián thú. Cây này thì một cặp với cái cây em mới sửa hôm trước đó cả nhà, cũng là hình thú đó. Cây này thì em giao lưu rồi cho khách này cả nhà, cũng nuôi lại cho khách. Tú Tân mới ghép
khoảng 5-6 tháng rồi cả nhà. Làm nụ, sữa làm nụ hết ha. Cây này cũng nuôi cho khách nè. Cây này là cây miền Đông nè cả nhà. Da nó dày ha. Da nó dày. Nhà thấy da rất là dày ha. Mà tiếp tục cả nhà ha, xem lại cái lô mình nuôi cho khách đây. Năm nay thì nói chung cái dàn nụ là đẹp hơn năm rồi rất là nhiều cả nhà ơi. Cái nụ cây này là cây Thủ Đức nữa nè cả nhà. Cây tứ quý ha, chi cành rất là đẹp luôn cả nhà. Cái ngọn nó bóp mà tứ quý mà mình kiếm cái tầm mà lùng lực như vậy cũng rất là khó cả nha. Thường thường là tứ quý nó sẽ một là thoát thân cao, hai nữa là cái nó không có được tầm lùng mà cái ngọn nó nhỏ đâu. Đa số là những cái thân thân nó lớn không, những cái cốt mà nó cốt ngọn nó lớn. Còn cái cây này được cái là nó lùng lực được cả nha. Chi tiết hình rất là đẹp ha. Những cái này thì cũng bán rồi, nuôi lại cho khách đó cả nhà. Đây, cây mai vàng này để lưu cũng vậy nè cả nhà. Tứ quý này cũng lớn nè. Những cây lớn, cây này thì ghép lá lớn nè cả nhà, siêu bông lá lớn nha. Không biết là gọi như thế nào, nhiều khi những anh em mình thấy mình đặt tên thôi, nhưng mà khác biệt rất là nhiều nha cả nhà. Cái dòng mà lá bự này nè, cái lá lớn này nè, thì thường là mắt nó sẽ thưa hơn và nụ nó sẽ thưa hơn so với cái lá nhỏ ha. Và cái bông thì em thấy cái mặt bông nó cũng không được lớn so với cái dòng lá nhỏ đó cả nhà. Thì mà mỗi cái so sánh thì mình thấy nó nở rồi mình nuôi ra thì mình mới biết ha. Cũng là một cách nuôi. Cây thì nó xung đều với nhau, hai cây xung đều với nhau, nhưng mà thấy cái tầm lá lớn này thì thấy cái mặt bông nó không được lớn so với cái dòng lá nhỏ đó cả nhà. Cây này thì chả nắng. Này nó cũng tạo nụ nè. Đó, cả nhà thấy nè, cái mặt lá nè. Lá lớn nè, cái mặt lá nè. Ít tạo nụ so với cái dòng lá nhỏ nha cả nhà. Ít nụ hơn. Thưa ha, cả nhà thấy thưa mắt ha. Thì hôm nay ha, hôm nay cũng quay sơ lược cho cả nhà mình ngắm xem qua thôi, xem qua thôi. Thì thật ra thì cũng chưa có cái gì khác lạ để mình chia sẻ thêm cho anh em ha. Thì những cái gì mình làm thì mình đã quay rồi cho cả nhà mình xem hết ha. Đó, nên bây giờ chỉ là quay cho cả nhà mình ngắm xem qua, xem qua những cái cây mới thôi. Thì mới những cái cây nào mà cả nhà chưa xem, hoặc là mình xem lại cái thời điểm này cái nụ nó có đạt hay chưa, để anh em mình tiếp tục ha, tiếp tục mình tạo cái nụ cho nó đạt hơn. Như
cây sù này cả nhà. Cái sù này em ghép ha. Ghép cũng được 4 tháng rồi cả nhà. Cái này mình nuôi với tinh bột nên cái này thì em sẽ sửa cốt cành nó nhạo hết đó nha. Chơi đường dài ha. Chơi đường dài mình đánh cái cốt cành. Đánh cái cành tử nó lên nữa nha. Đánh cành tử nó lên. Đây, và cái cách đóng thân thì sẵn hôm nay quay cho cả nhà mình xem luôn. Cái đóng thân á, đóng thân thì như thế nào, làm sao cho nó đạt ha, nó phát triển và nó đẹp nữa cả nhà. Nó dính cái bo trong thân là nó chuẩn nhất. Thì đây cả nhà thấy nè. Đây là đóng thân nha cả nhà. Ha. Đóng thân nhưng mà cả nhà coi cái tược nó phát triển nè. Nó không có thua ha. Nó không có thua những cái chỗ mình đóng trong cốt nè. Cả nhà thấy đây một bo, đây một bo nữa cả nhà đóng thân ha. Em sẽ dùng cái cửa gà. Thì hôm nay em sẽ chỉ, trước tiên là chỉ cách. Ví dụ anh em mình có ghép ha. Thì mình thứ nhất vào tháng 11 đó cả nhà, hoặc là hiện tại bây giờ thì mình đóng những cái cửa gà như vậy ha. Mình chọn thứ nhất là cái cửa gà này nó mập, và thứ hai nữa là ở cái ngòi giết này ở ngoài nè cả nhà, nó cũng phải mập ha. Và mình đóng làm sao cho nó phát triển nhanh, phát triển nhanh kịp những cái bo đầu. Thường là ở trong trong thân thì mình đóng vô, ép vô thì nó sự phát triển nó không có bằng ngoài những cái đầu này đâu ha. Ngoài đầu này nó sẽ hút mạnh hơn. Bởi vậy mình sẽ lựa những cái bo nào tốt nhất để mình đóng vô trong cái thân này thì nó phát triển phải mới nhanh hơn. Ví dụ như cửa gà như vậy ha cả nhà. Mình sẽ cắt cái tên này bỏ nè. Cắt xác ở đây ha. Cắt xác này bỏ, mình sẽ cắt xuống đây dài xuống để mình lấy cái đoạn cửa gà này và mình ép á, mình lạng á, là mình lạng. Ví dụ như mình đưa cái cửa gà này nó ra mặt ngoài ha. Đưa ra mặt ngoài này thì mình sẽ lạng là lạng mặt cái trong đây ha cả nhà. Lạng cái mép này nè. Lạng mép này xuống để mình áp vô trong cái thân. Và mình cắt sát ở đây để chi cả nhà. Để khi mình lạng nè, mình dọc, ví dụ như ở đây mình cắt ngang, mình dọc thẳng xuống một đường và bên đây một đường là hai đường phải không? Rồi mình tách ra ha, mình tách cái vỏ ra. Rồi mình sẽ cắt bỏ cái đoạn tên này một khoảng chừng 5 đến 7 ly đó cả nhà, 5 đến 7 ly ha. Cắt bỏ ngang để cho nó có khoảng trống khi mình áp cái bo cửa gà này vô ha, thì nó sẽ không có bị phù ra. Đó, mình áp vô để cho nó lọt luôn nguyên cái bo nó nằm trong ha, nằm trong. Đó, nằm trong cái da để mình ốp lại. Còn nhiều anh em mình lạng á, nó sẽ dư lên trên ha, nó dư lên trên mé mé trên chỗ mình không có tách vỏ nè. Thì có cái khoảng trống từ ở trong mà thân này ra tới cái bo nó khoảng trống nó xa hơn. Đó, nên cái nhựa nó nhiều khi nó chưa miếng chặt, mình tưới nước vô thì nó rọt vô trong nên nhiều khi nè, cái bo nó bị hở ha. Đó, mình lạng làm sao mình đưa cái bo cừu gà này ha, gọc làm sao mình lấy một cái lớp ở trên ha, lấy là một cái lớp ở trên bỏ để mình đưa cái bo nó sát vô trong cái thân luôn. Đó là cái cách để cho giúp cái bo nó chắc khỏe như một cái bo ghép á, như một cái tược gin của nó ở trong ra luôn cả nhà ha, như một tược gin trong nó ra. Đây cả nhà thấy nè, cái bo này nó áp rất là sát ha, nó không có bị phù lên trên ha, không có bị phù lên trên. Thì ở đây cũng vậy, em mới đưa lòn ở trong rồi thì như trong thân nó ra một cái tược ra thôi. Đó, cả nhà như vậy thì nó sẽ mau phát triển hơn. Cái bo này đánh nuôi cành ha nha, nuôi cành. Cái cành này thì nữa em sẽ làm cành rớt nha cả nhà. Cành rớt nhịp xuống ha, nhịp xuống dài ở đây luôn. Cái cành lá nè, cành lá làm sao cho nó dài ra. Đây, cây này là hôm trước bị mất trộm nè cả nhà. Này đặt xuống đất cũng mới có bắt đất lại thôi, mới bắt đất lại ha. Năm tới mình sẽ làm cho nó phục hồi.
Ở đây thì những cái cây mới á, mình sẽ làm cái bầu vê có khoảng cách như vậy thì em thấy nó cũng hiệu quả hơn nè cả nhà. Chứ nhiều khi anh em mình trồng luôn xuống bồn á, cái cây nó bị dễ bị dư nước ha. Ở trên đây nó sẽ thoáng hơn. Thoáng hơn thì cái bộ rễ nó mau ra. Còn nếu mình trồng xuống luôn bồn rạch, nó không có vách ngăn như vậy thì có những cây mà nó chưa có phát triển bộ rễ mạnh đó, thì có số cây nó sẽ bị yếu ha. Nên ốp cái bầu vê này lên nữa thì rất là tốt cả nhà. Tiếp tục ngắm ha. Ô, cây này cũng nhiều bông nè cả nhà, nhiều cánh. Ngắm những cái cây mà để nè cả nhà. Bộ để tay tổng mình để của nó nè, cả nhà thấy nó lớn. Này em chưa ghép nha nha. Chủ yếu bây giờ mình sẽ tạo cái dáng nó trước có cốt, sau này mình ghép sau. Có cây này là vừa để nó lực này. Chọc nó lớn rồi ha. Dạ rồi, thì hôm nay cũng tiếp tục quay lại vườn cho cả nhà mình xem qua ha. Thì cảm ơn cô chú anh chị mình bỏ thời gian xem qua những cái clip của em và ủng hộ đăng ký kênh. Cả nhà thấy hay thì cho xin một like nha cả nhà. Rồi em xin mến chào cả nhà nha.